Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, để đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ưu tiên cho phép các địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm được tăng bộ chi trong tổng mức bộ chi ngân sách nhà nước để tăng mức vay lại của địa phương, từ đó có thêm nguồn vốn vay để đầu tư cho các dự án quan trọng, quy mô lớn của địa phương. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu đề xuất phân bổ nguồn lực đầu tư thích đáng cho các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có ngân sách nhà nước, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Chính phủ mới đây đã công bố báo cáo khảo sát lần 3 thực hiện với gần 350 doanh nghiệp và 15 hiệp hội nhằm nhận diện rõ hơn các khó khăn của doanh nghiệp khi dịch bệnh bùng phát lần 2. Kết quả khảo sát cho thấy 20% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã phải tạm dừng hoạt động, 76% doanh nghiệp không cân đối được thu chi. Đáng chú ý, 2% doanh nghiệp đã giải thể và chỉ còn 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, kế đến là ngành nông sản, nhựa, công nghệ thông tin. Đặc biệt, những ngành vốn được coi là ít chịu ảnh hưởng nhất là bán lẻ, chủ nhiều siêu thị cũng cho biết bị giảm khoảng 50% doanh thu. Có thể thấy, cân đối được dòng tiền vào với chi phí của doanh nghiệp là bài toán lớn nhất hiện nay. Doanh nghiệp có dòng tiền vào đáp ứng trên chi phí càng thấp thì mức độ tổn thương do dịch bệnh kéo dài hoặc nguy cơ phá sản càng cao. Thời gian gần đây, một số ngân hàng thương mại thông báo đã phát hành tổng cộng hơn 1 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức, chào bán riêng lẻ và thưởng cho cổ đông. Đáng chú ý, nhóm các ông lớn ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cũng là một trong những tổ chức dự kiến sẽ phát hành một số lượng lớn cổ phiếu để tăng vốn sau nhiều năm chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo các chuyên gia ngành tài chính ngân hàng, nguyên nhân chính khiến các ngân hàng đẩy mạnh phát hành cổ phiếu để tăng vốn là bởi đang khó khăn về nguồn vốn chung và dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh nợ xấu có thể gia tăng trước tác động của dịch bệnh khiến trích lập dự phòng tăng. Mặt khác, các ngân hàng cũng phải chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng với các yêu cầu về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo thời hạn được ngân hàng nhà nước quy định. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 19/2020 quy định mức giá khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9. Thông tư quy định từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 9, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 1 thông tư số 53/2019 được áp dụng khung giá với mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa thực hiện theo quy định tại thông tư số 53/2019. Thông tư số 19 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm nay. Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 77/2020 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư gồm có 4 chương, 12 điều và 4 phụ lục gồm các biểu mẫu báo cáo. Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện chế độ công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu cụ thể từng trường hợp theo Điều 1, Nghị định 81-2020, Điều 23, 27, 28, Nghị định số 163-2018. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 tới đây. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có báo cáo đánh giá thị trường bất động sản giai đoạn 2016-2020 và kiến nghị các giải pháp để thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững. Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 của HORIA cho thấy, trong giai đoạn từ 2018 đến năm 2020, thị trường bất động sản bị sụt giảm rất lớn cả về quy mô, về số lượng dự án, số lượng sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường và cả số lượng giao dịch. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ thị trường bất động sản bị sụt giảm liên tục trong những năm qua. Theo Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản gặp khó do không có nhiều dự án mới. Đến năm 2020, thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều thách thức do dịch bệnh. Trước tình trạng khó khăn chung của thị trường, các doanh nghiệp bất động sản cần nghiên cứu để tìm ra phương án tái cấu trúc lại bộ máy theo hướng tinh gọn, công nghệ hóa và chuyên nghiệp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin cập nhật về tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp.
Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lên đến gần 65.000 tỷ đồng, trong đó riêng lượng đầu tư trái phiếu chính phủ đã lên đến gần 60.400 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ghi nhận tổng lợi nhuận gần 173 tỷ đồng, 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cơ quan này cũng gửi ngân hàng gần 2.100 tỷ đồng. Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart, công ty con của tập đoàn Vingroup vừa có thông báo thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 9. Theo đó, tính từ đầu tháng 9 đến nay, nhà sản xuất điện thoại VinSmart này đã thực hiện thành công 16 đợt huy động trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 1.480 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 36 tháng. Ngày phát hành là ngày 20 tháng 8 năm 2020 và ngày đáo hạn là ngày 20 tháng 8 năm 2023. Công ty Ficon thông báo không tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư China Harbor Engineering trong phương án phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng khác phù hợp và có văn bản báo cáo đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định. Trước đó, trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 6, cổ đông Ficon đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 32 triệu cổ phần với tổng giá trị phát hành dự kiến tối thiểu là 480 tỷ đồng. Mặc dù sức tiêu thụ vốn tín dụng giảm trong thời gian qua, tuy nhiên trong những quý tiếp theo, kinh doanh ngân hàng sẽ được dự báo là khởi sắc hơn khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát. Theo số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến ngày 26 tháng 8, tín dụng tăng 4,23%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,16% của 8 tháng đầu năm 2019. Mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm khá mạnh và ngành ngân hàng tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, nhưng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, sức tiêu thụ vốn tín dụng cũng giảm theo. Tuy nhiên, theo khảo sát của công ty chứng khoán KIS Việt Nam, các ngân hàng đều có quan điểm tích cực hơn về sự hồi phục của sản xuất công nghiệp và nền kinh tế trong các quý tới nhờ vào các chính sách hỗ trợ của chính phủ, hoạt động kinh tế dần trở lại trạng thái bình thường mới khi hết dịch đi cùng với sự phục hồi của nhu cầu trong nước. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính riêng trong tháng 7, lượng tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế lần lượt tăng thêm, lần lượt là 4.870 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức tăng của 2 tháng trước đó. Từ đầu năm, lãi suất huy động liên tục giảm trong bối cảnh thanh khoản các ngân hàng dồi dào, tốc độ giảm nhanh hơn trong 2 tháng gần đây. Trong tháng 8, lãi suất tiền gửi đã giảm thêm 20 đến 40 điểm cơ bản ở các kỳ hạn ngắn và 0 đến 20 điểm cơ bản ở các kỳ hạn dài. Lũy kế 8 tháng, lãi suất tiền gửi đã giảm tổng cộng 50 đến 210 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn. Sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 9, nhiều ngân hàng giảm nhẹ giá bán đô la Mỹ với mức phổ biến là 5 đến 10 đồng mỗi chiều mua vào và bán ra. Sau đây là thông tin chi tiết. Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến thứ hai trong năm 2020 giữa các lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu EU và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 14 tháng 9 đã dành một thời lượng lớn để bàn về quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai bên. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp trả cứng rắn khi cho rằng Trung Quốc không cần bất cứ một phía nào chỉ bảo về nhân quyền cũng như không chấp nhận các tiêu chuẩn kép. Phía Trung Quốc cũng khẳng định các vấn đề Tân Cương hay Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc có quyền làm tất cả để bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời đề nghị phía châu Âu tôn trọng lẫn nhau để bảo đảm quan hệ hai bên đạt được tiến độ. Ngày 14 tháng 9, Tổng thống Belarus Lukashenko đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề song phương. Về kinh tế, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ cung cấp cho Belarus khoản tín dụng trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh hai nước cần nỗ lực hơn nữa để khôi phục thương mại song phương, vốn đã giảm 21% trong nửa đầu năm 2020. Về phần mình, Tổng thống Lukashenko cho rằng các sự kiện ở Belarus là bài học cho cả hai nước, nhấn mạnh việc cần phải hợp tác với Nga trong mọi vấn đề. Ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cáo buộc EU đang chĩa súng vào nước Anh để gây sức ép trong đàm phán thương mại.
Phát biểu trước các nghị sĩ Anh chiều ngày 14 tháng 9, khi dự luật về thị trường nội địa lần đầu tiên được đưa ra bản thảo, Thủ tướng Anh Boris Johnson lên tiếng bảo vệ dự định vi phạm thỏa thuận Brexit ký kết với Liên minh châu Âu cuối năm 2019, khi cho rằng điều đó là cần thiết để chống lại khẩu súng mà phía EU đang chĩa vào nước Anh để gây sức ép trong đàm phán thương mại. Theo ông Boris Johnson, trong vài tháng qua, phía EU có ý định sử dụng điều khoản về Bắc Ireland để đẩy các đàm phán thương mại giữa hai bên về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit đi đến ngưỡng cực đoan và ép buộc phía Anh chấp nhận các điều kiện do EU đưa ra. Ông Boris Johnson cũng tin rằng nếu phía Anh rút lại các đe dọa trong đàm phán với Anh, hai bên có thể đạt được một thỏa thuận thương mại theo mô hình Canada. Trong trường hợp EU kiên quyết không thay đổi quan điểm, ông Boris Johnson nhận định cũng sẽ không có bất cứ chính phủ Anh nào chấp nhận việc bị áp đặt.